Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì U22 Thái Lan trong trang phục quen thuộc màu xanh sẽ bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Thái Lan đem đến SEA Games năm nay một đội hình rất mạnh với hy vọng sẽ giành lại tấm huy chương vàng của nội dung bóng đá nam tại kỳ SEA Games năm nay. Như đã biết thì hai mùa SEA Games gần nhất, tấm huy chương vàng đều thuộc về đội tuyển Việt Nam. Trước đó thì Thái Lan cũng có 3 lần liên tiếp lên ngôi tại giải bóng đá của SEA Games. Và trước đó nữa thì là 2 chức vô địch liên tiếp của Malaysia. Kể từ năm 2011 tới giờ thì Malaysia chưa thể vô địch bộ môn bóng đá nam tại SEA Games. Và chỉ có một lần họ lọt vào trận chung kết, đó là tại sân nhà Kuala Lumpur, và để thua đội khách Thái Lan với tỷ số 0-1. Cơ hội cho cao thủ Malaysia. Đánh đầu. Trong hiệp thi đầu tiên thì đội hình xuất phát của cầu thủ U22 Thái Lan trong thành đó là thủ môn Sopongwit, cầu thủ số 5 Song Chai, số 15 Zakarong. Cơ hội dứt điểm không được. Pha dứt điểm của Achipol. Achipol là một trong hai cầu thủ của U22 Thái Lan đang chơi bóng tại nước ngoài. Anh đang chơi cho câu lạc bộ Augsburg 2. Số 13 bên phía U22 Thái Lan đó là số 2 đó là Bukhari, số 3 Chatmongkol, số 6 mang băng đội trưởng Efanolo, số 16 Leon James, số 14 Purachet, số 7 Chanarong, số 10 Achipol và số 8 người chơi cao nhất trên hàng công đó là Terasak. Terasak là một những tiền đạo có thể hình rất ấn tượng. Anh cao 1m81. Khả năng tỷ lệ cũng như tốc độ của Terasak là một điểm nhấn của U22 Thái Lan tại giải đấu năm nay. Trong khi đó đội hình xuất phát của các cầu thủ U22 Malaysia trong thành đó là thủ môn số 1 Sir Ihan, cầu thủ số 6 mang băng đội trưởng Azamavi, số 3 Abaidulat, số 2 Ruben, số 5 Harit, số 20 Ayman, số 13 Rava Vanan, số 21 Sabwan, số 22 Hakimi, số 4 Azim Afik và số 15 Fergus Jernay. Nghĩa nói ngày hôm nay trong đội hình xuất phát của U22 Malaysia có 3 sự thay đổi so với trận đấu ra quân của họ tại SEA Games năm nay. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Pha đá phạt góc không có chất lượng tốt của cầu thủ U22 Malaysia. Người vừa thực hiện đó chính là trung vệ Abaidulat. Ở trận đấu trước khi giành chiến thắng 5-1 trước cầu thủ U22 Lào thì Abaidulat đã ghi một bàn thắng và cũng đã có một tình huống phản lưới nhà. Tạt bóng. Ruben. Thủ thành Sopongwit ngày hôm nay vẫn bắt chính trong đội hình của U22 Thái Lan. Anh đang là thủ môn chính của câu lạc bộ Frey United tại Thái League 2. Rất nhiều những cầu thủ trong đội hình của U22 Thái Lan đều là những trụ cột của họ tại Thái League 2 cũng như là Thái League 1.
Efadolo đã có lỗi. Pha phạm lỗi vừa rồi là của Abaidullah, cầu thủ số 3 bên phía U22 Malaysia. Đây là một giải đấu mới trôi qua được những trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, nhưng đã có tới 5 cầu thủ có những tình huống đã phản lưới nhà. Và đương nhiên Abaidullah là một trong những số đó. Tạt bóng khá nguy hiểm. Tình huống tạt bóng lỗi của cao thủ Malaysia vô tình lại là một pha bóng gây khó khăn cho thủ thành Sopoguit. Có thể thấy những phút vừa qua thì cao thủ trẻ của Malaysia không hề e ngại cao thủ trẻ của Thái Lan. Họ dâng cao đội hình và tổ chức tấn công. Tình huống tạt bóng vừa rồi là của Saravanan. Trận đấu đầu tiên thì Saravanan không đá chính, nhưng anh là một trong những cầu thủ cực kỳ quan trọng của U22 Malaysia giải đấu này. Tại giải vô địch quốc gia Malaysia thì anh cũng đã có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trước khi bước vào SEA Games này thì cả Malaysia và Thái Lan đều có những giải đấu giao hữu và đã có những kết quả tương đối chất lượng. Như đã biết thì U22 Malaysia đã vô địch Million Cup diễn ra tại Singapore vào hồi tháng 3. Giải đấu gồm 4 đội: Singapore, Hồng Kông, Campuchia và Malaysia. Giải đấu đó thì U22 Malaysia đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Campuchia 4-2 ở bán kết và đánh bại U22 Hồng Kông 2-1 ở chung kết. Trong khi đó thì với các cầu thủ Thái Lan, họ cũng có một giải đấu cực kỳ thành công với những đội bóng rất mạnh tại Doha Cup diễn ra tại Qatar. Trận đấu đầu tiên thì Thái Lan đã hòa với U22 ở đập sút với tỷ số 2-2. Những cầu thủ ghi bàn cho U22 Thái Lan đó là Tirasak và Khemdi. Khemdi chưa hội quân cùng với U22 Thái Lan tại SEA Games năm nay và rất có thể anh sẽ có mặt trong đội hình của Thái Lan trong trận đấu gặp Việt Nam, trận đấu cuối cùng của khu vực bảng B. Ở trận đấu thứ hai tại Doha Cup, Thái Lan đã bất ngờ đánh bại chủ nhà U22 Qatar với tỷ số 1-0. Và Khemdi chính là người ghi bàn thắng duy nhất trên chấm đá phạt 11m. Và ở trận tranh hạng 3 trước U22 Kuwait thì các cầu thủ Thái Lan thua với tỷ số 0-1. Nhưng đó cũng là một trận đấu mà Thái Lan thi đấu rất tốt. Vừa rồi là một tình huống bọc lót rất hay của số 5 Harit. Về thể hình và thể lực thì đương nhiên là cao thủ U22 Malaysia không e ngại cao thủ Thái Lan. Có thể thấy là ở thời hôm nay thì Malaysia cũng như là Thái Lan là những đội bóng có thể hình thể lực rất ấn tượng. Thẻ vàng dành cho Fergus Tierney. Trận đấu trước thì sau khi Tierney vào sân thì anh cũng đã thi đấu rất ấn tượng trong chiến thắng 5-1 của Malaysia trước các cầu thủ U22 Lào. Sau khi vào sân thì anh cũng đã có một kiến tạo để cho Siahi nâng tỷ số lên 3-1. Đó là một cú kiến tạo theo kiểu ta lông rất đẹp mắt của Fergus Tierney. Lên bóng cho Malaysia. Harit để chuyển hơi nhẹ. Harit rất khỏe. Afik rất thoáng bên phía cánh trái. Tạt bóng không được. Trận đấu đang diễn ra khá hay. Kuracet. Không được. Vừa rồi thì tiền vệ trung tâm Aiman bên phía Malaysia đã có một tình huống đánh chặn tốt ở khu vực giữa sân.
Augustia này rất khỏe. Vẫn là Thiên này. Trận đấu vẫn tiếp tục. Vẫn là cầu thủ Malaysia. Một những trận đấu rất bản lề. Nhưng đương nhiên chắc chắn cho dù có để thua trận đấu ngày hôm nay thì một trong hai đội vẫn chưa hết cơ hội để có thể lọt vào bán kết. Khả năng cầm bóng của cầu thủ Thái Lan là rất ấn tượng. Thế là xa, không được. Một tình huống mà thủ thành Isam đã băng ra rất xa, nhưng có lẽ là Terasak đã không quan sát được. Nhưng mà có thể thấy là với một đội hình dâng tương đối cao thì hàng thủ của U22 Malaysia phần nào đó cũng đã để lộ ra những khoảng trống ở phía sau lưng. Terasak là cầu thủ có sức càn lướt rất ấn tượng. Ngày hôm nay thì U22 Malaysia tiếp tục chơi với sơ đồ ba trung vệ Ruben Abaidula và Azam Ami. Đội trưởng vẫn là Azam Ami. Safwan. Khá hay. Những hướng lên bóng bên cánh phải có sự xuất hiện của Savavanan đang là điểm nhấn của U22 Malaysia. Savavanan là một cầu thủ rất đa năng ở phía cánh phải. Anh có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ cũng như là tiền vệ cánh. Đây là cầu thủ có tốc độ rất ấn tượng. Và điều đó đã được thể hiện ở những phút đầu tiên của trận đấu này. Đánh đầu! Không được. Một pha đánh đầu kiến tạo. Và phát bóng vô lề không thành công của thủ thành Supowit. Huấn luyện viên Isara Sirirato, người mặc áo màu hồng, là huấn luyện viên trưởng của U22 Thái Lan. Năm nay ông 43 tuổi. Trước đây khi còn là cầu thủ, ông chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc bộ Bangkok Bank. Trong sự nghiệp huấn luyện thì ông cũng đã khá nhiều năm làm trợ lý ở các cấp độ U23 và U19 của Thái Lan. Và ông chính thức nhận lời dẫn dắt làm huấn luyện viên trưởng của U22 Thái Lan bắt đầu từ năm 2022. Và có một giải đấu giao hữu tương đối ấn tượng tại Doha Cup. Những trận đấu đầu tiên tại khu vực bảng B thì Thái Lan mới chỉ có 18 cầu thủ. Họ vẫn còn hai cái tên, đó là Jonathan Kemdi và tiền đạo Setasit, tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ đang xếp thứ 6 tại Thái League, đó là Chiang Rai United. Cả Kemdi và Setasit sẽ hội quân cùng U22 Thái Lan trước trận đấu gặp Việt Nam, một trận đấu rất quan trọng. Và Thái Lan cũng chính là đội bóng duy nhất ở giải đấu này không có thủ môn dự bị, thủ môn dự phòng thì đúng hơn. Họ chỉ đăng ký hai thủ môn mà thôi.
hơi nhẹ rồi. Đây rõ ràng là một trận đấu dù sao thì cao thủ U22 Thái Lan vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn so với cao thủ Malaysia. Đường chuyền dài không thành công. Trong lịch sử thì U22 Thái Lan, cao thủ Thái Lan và Malaysia đã từng gặp nhau 25 lần tại SEA Games. Đương nhiên là tính cả thời kỳ mà giải đấu còn chưa hạn chế độ tuổi. Thái Lan là đội bóng chiếm ưu thế với 12 chiến thắng, 5 trận hòa và để thua 8. Tuy nhiên, lần gặp nhau gần nhất ở trận ra quân vòng bảng SEA Games 31 thì Malaysia đã đánh bại Thái Lan 2-1 tại Thiên Trường. Chắc chắn đây là một trận đấu mà cao thủ Thái Lan sẽ rất quyết tâm để có thể trả được món nợ ở SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên Siritaro của U22 Thái Lan cũng đã nói rằng chúng tôi thận trọng nhưng sẽ quyết tâm giành chọn 3 điểm ở trận đấu này. Một những bước đệm rất tốt để có thể bước vào trận đấu với cao thủ U22 Việt Nam. Không được. Và không chế bóng không tốt của Chak Mongkun. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì chính cao thủ Thái Lan và Malaysia là những đội bóng có số lần vô địch SEA Games nhiều nhất ở một nội dung bóng đá nam. Cơ hội không được. Pha bằng xuống lỡ đà của Achipol. Vẫn còn. Vẫn là cao thủ Thái Lan. Pha bóng rất mạnh. Chanapong, Bukhari, Zakharpong, Leon Jim, ở giải đấu hôm nay thì Thái Lan thường xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng có thể thấy là khi vận hành lối chơi thì các vị trí liên tiếp đổi vị trí cho nhau trong trận đấu một cách rất linh hoạt. Khá hay. Vẫn còn. Như vậy là không có một tiếng đá phạt cho các cầu thủ U22 Thái Lan trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta chắc chắn phải cần xem lại tình huống làm chậm. Trọng tài Hee Gun Kim người Hàn Quốc đã nói không với tình huống ngã vừa rồi của Purachet.
Ngày hôm nay tổ trọng tài điều khiển trận đấu này gồm những trọng tài người Hàn Quốc và trọng tài người Nhật Bản. Trợ lý số 1 là ông Sigon Kua, người Hàn Quốc. Trợ lý số 2 là ông Hanamoto, người Nhật Bản. Và trọng tài thứ 4 cũng là một vị trọng tài người Nhật Bản, đó là ông Junpei Ida. Trọng tài bắt chính trận đấu ngày hôm nay, trọng tài Kim Hee-gon, cũng là người bắt chính trong chiến thắng 3-1 của Thái Lan trước U22 Singapore. Lúc này thì ba cầu thủ ghi bàn cho U22 Thái Lan tại giải đấu hôm nay gồm có Terasak, Achipol và Purachet, đều là những cầu thủ chơi ấn tượng trên hàng công. Trong khi đó thì bốn cầu thủ đã ghi bàn cho U22 Malaysia, đó là trung vệ Ubaidullah, cầu thủ Anantaza, Chiahir và Naimuddin. Là cầu thủ Thái Lan Achipol, quá cao rồi. Với lợi thế cánh tay của mình thì đương nhiên là thủ thành Siaisam đã chiến thắng Terasak trong pha không chiến vừa rồi. Harit, pha vào bóng quá hay của Efanolo, không được. Nhưng vừa rồi là một thiếu xử lý tương đối khó hiểu của thủ thành Siaisam. Anh hoàn toàn có thể đứng trước vòng cấm và đợi bóng rơi vào, sau đó bắt gọn. Nhưng thủ thành bên phía U22 Malaysia đã băng ra và đánh đầu. Purachet vẫn còn, rất thoáng bên phía cánh phải, tạt bóng, không được. Thể hình của cầu thủ U22 Malaysia cũng cực kỳ ấn tượng, và đương nhiên họ không ngại những pha không chiến dạng như vừa rồi. Augustia đây, rất thoáng cho cầu thủ Malaysia. Tình huống va chạm, pha băng xuống của Saravanan. Saravanan vẫn chơi cực kỳ năng nổ bên phía hành lang cánh phải của U22 Malaysia. Cầu thủ đang bị đau đó là trung vệ số 15 Jakrapong của U22 Thái Lan. Chân của Saravanan đã va vào đầu của Jakrapong. Ngày hôm nay tại khu vực bảng B thì vào lúc 19 giờ U22 Lào sẽ tiếp đón U22 Singapore. Lúc này đã có 5 cầu thủ ghi được 2 bàn thắng tại môn bóng đá nam SEA Games năm nay. Nhưng chỉ có duy nhất cầu thủ Châu Sin Ti của U22 Campuchia là cầu thủ lập cú đúp. Nếu làm chậm rồi cho thấy rằng chân của Saravanan đã va đúng mặt trung vệ bên phía U22 Thái Lan. Nhưng chắc chắn đó không phải là một tình huống mà cầu thủ chạy cánh bên phía Malaysia đã cố ý. Lúc này thế trận đang rất cân bằng trong trận đấu thứ hai của Malaysia và Thái Lan tại khu vực bảng B năm nay.
Rồi. Pha ra chân nhanh nhưng đó không phải là một tình huống dứt điểm nguy hiểm nơi tuyến hai. Tuyến ra chân rất nhanh. Không có lỗi của các cầu thủ U22 Thái Lan. Pha chuyền dài của trung vệ Jack Kapong. Purachet. Khá hay, vẫn là Purachet. Không được. Cái tình huống phối hợp có nét của các cầu thủ U22 Thái Lan. Có vừa rồi nếu như Terasak và Purachet phối hợp tốt hơn thì rất có thể số 4 bên phía U22 Thái Lan đã có cơ hội đưa bóng vào phía chân trái của mình và tung ra một pha dứt điểm. Lúc này thì trung vệ Jarapong một lần nữa lại nằm sân. Nhưng lần này thì anh gặp vấn đề ở chân chứ không phải là đau ở vùng mặt với tình huống va chạm. Như vậy là trong đội xuất phát của các thủ U22 Malaysia ngày hôm nay không phải có 3 sự thay đổi mà tới có 4 sự thay đổi. Khi mà số 22 Hakimi cũng không xuất hiện trong đội chính của U22 Malaysia trong trận đấu này. Và thay vào đó chính là Siaher Basha. Vậy là trận đấu bắt đầu. Tiếp tục. Không được. Vẫn là một tuyến không chiến tốt nơi phòng ngự của U22 Malaysia. Rất khéo léo đến từ Ifan Dolo. Purachet. Purachet. Purachet là cầu thủ trưởng thành từ Lotao của Mường Thâm. Cơ hội không vào. Đây có thể coi là cơ hội rõ ràng nhất để cho các cầu thủ Thái Lan có thể mở tỷ số. Pha dứt điểm của hậu vệ phải Bukhari. Một pha xâm nhập cực kỳ bất ngờ của Bukhari vào vòng cấm của U22 Malaysia. Rất may là Abaidula đã kịp thời băng ra. Và vừa rồi người có tình huống ngăn cản đó là số 5 Harith. Rất may cho hàng phòng ngự của Malaysia khi mà Harith đã bọc lót kịp thời. Người đã phạt góc đó là Chanarong. Hơi cao. Achipon. Vẫn là những tình huống va chạm rất mạnh mẽ đến từ Fergus DNA. Fergus DNA. Là một cơ hội nguy hiểm dành cho U22 Malaysia. Rồi, không được. Pha đưa bóng không thành công vừa rồi là của Saravanan. Vẫn là cầu thủ Malaysia. Trận đấu đang diễn ra khá hấp dẫn với những tình huống ăn miếng trả miếng của cả hai bên. Không có lỗi. Purachet. Có thể thấy là tốc độ trận đấu đang được đẩy lên khá cao.
Pha chuyển hướng tấn công rất thoáng. Chanarong, Terasak, tốc độ của Terasak. Chanarong, vẫn là Chanarong. Rất thoáng. Chạm mông côn, không được. Liên tiếp là những pha vào bóng có phần nguy hiểm của Fergus Tierney. Anh đã phải nhận một thẻ vàng trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Và cần phải cẩn trọng hơn với những tình huống vào bóng dạng như vậy. Sông Trai, trung vệ Sông Trai của U22 Thái Lan có thể hình rất ấn tượng, anh cao 1m83. Mùa này thì anh cũng đã có 23 trận đấu cho Chomori tại Thái League. Rất nhiều những cầu thủ xuất hiện trong đội hình của U22 Thái Lan đã được thử lửa tại sân chơi bóng đá cao nhất của nước này. Sẽ là một lưới cầu thủ rất đáng gờm cho U22 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Vẫn là cầu thủ Thái Lan. Khá hay. Rất thoáng, không thể đưa ra một đường chuyền. Terasak đã không thể tiếp cận được đường chuyền trung lộ của các đồng đội. Rất dễ dàng của trung vệ Jakapong. Sông Trai, Bukhari, không được. Trận đấu chưa có bàn thắng nhưng rõ ràng đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Thời tiết rất nắng nóng nhưng cả hai đều chơi với một tốc độ rất cao. Purachet, Bukhari, Sông Trai, không được, nhưng mà vẫn các cầu thủ Thái Lan. Rất hay, rất nhịp nhàng. Achipon, một cú dứt điểm trúng đích của Achipon nhưng không thể đánh bại được thủ thành Seithan. Ta cùng xem lại pha bóng này, một pha bóng mà cao thủ U22 Thái Lan đã đập nhà rất nhuyễn trước khi đưa ra một đường chuyền để cho Achipon dứt điểm. Cũng là một tình huống xử lý rất gọn gàng của số 10 Achipon bên phía Thái Lan.
Cầu thủ bị phạm lỗi đó là Efanolo. Phải, vừa rồi thì Bukri đã bị phạm lỗi. Và đây là loạt Kunlin break trong hiệp thi đấu đầu tiên giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia. Một trận đấu có tính chất rất quan trọng. Ở vòng đấu này thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi. Và đó là một điều rất có lợi. Đây chắc chắn là một trận đấu mà ban huấn luyện của U22 Việt Nam sẽ quan sát rất kỹ. Đây sẽ là một trận đấu mà cả hai đội U22 Thái Lan và U22 Malaysia sẽ bộc lộ ra những gì được coi là tốt nhất cũng như là yếu nhất của mình. Đây là cặp đấu được coi là cân bằng nhất kể từ khi những trận đấu đầu tiên ở khu vực bảng B bắt đầu môn bóng đá nam ở SEA Games năm nay. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 5. Tức là sau trận đấu này thì các cầu thủ Malaysia chỉ được nghỉ 2 ngày thôi. Đó là một lợi thế rất lớn cho đội quân của chúng ta về mặt thể lực. Và trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại khu vực bảng B sẽ là trận đấu gặp U22 Thái Lan. Trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 5. Và đương nhiên tất cả các trận đấu đều được diễn ra trên sân vận động Prim của thủ đô Phnom Penh. Sân Prim là sân nhà của câu lạc bộ Visakha, một câu lạc bộ đang chơi tại giải vô địch quốc gia Campuchia. Tiếp tục với tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ U22 Thái Lan. Không được, vẫn còn. Không thể tung ra một cú dứt điểm thoải mái khi đã bị tác động đến từ Leon James. Rất may trong bóng vừa rồi cho U22 Malaysia thì Basha đã kịp thời băng về để có những sự tác động nhất định khiến cho Leon James không thể dứt điểm thành thơi ở đầu vòng 16m50. Harit. Một tình huống phạt góc rất vô duyên. Rõ ràng là các trọng tài đã dùng. Trọng tài Higon Kim đã quan sát rất nhanh. Đúng là bóng đã chạm chân của Bukhari đi hết ở bên ngang. Một tình huống phòng ngự tương đối chủ quan của số 2 bên phía U22 Thái Lan. Một tình huống phạt góc cho các cầu thủ U22 Malaysia. Trận đấu rất cân bằng. Hai kỳ SEA Games nhất thì Thái Lan được coi là đều thất bại. Và đây là kỳ SEA Games mà họ rất quyết tâm để có thể giành được tấm huy chương vàng. Không được, rất đáng tiếc.
Pha bóng mà Chanarong và Purachet đã không thể phối hợp với nhau trong tình huống 2-2. Zarapong, Songchai, trong đội hình của U22 Thái Lan có rất nhiều những cầu thủ cao trên 1m80, đó là thủ thành Sopowit, hai trung vệ Songchai và Zarapong, tiền vệ trung tâm Leon và tiền đạo Terasak. Achipong vừa rồi không thể vượt qua một những cầu thủ kinh nghiệm nhất bên phía U22 Malaysia, đó chính là đội trưởng số 6 Azamami. Azamami là một những cầu thủ để lại rất nhiều ấn tượng với những fan hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đó là cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu mà các cầu thủ đội tuyển quốc gia Malaysia đối đầu với đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup năm 2022. Đó là trận đấu mà Azam đã đánh nguội Văn Hậu và anh đã phải nhận thẻ đỏ trong khuôn khổ bảng B, trận đấu mà Malaysia đã để thua Việt Nam với tỷ số 0-3. Sau khi phải nhận án phạt thẻ đỏ trong trận đấu đó thì Azamami thậm chí còn bị treo giò thêm 2 trận đấu nữa. Purachet rất hay. Ôi, không vào. Pha bay người tốt của thủ thành Siham. Trước đó là một tình huống xử lý rất hay của Purachet. Có thể nói Purachet là một những gương mặt khá mới của U22 Thái Lan. Nói Purachet là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Muông Thông. Lúc này thì Thái Lan là đội bóng có nhiều cơ hội hơn. Rất khỏe. Lỗi rồi. Chính xác là đã có lỗi của Leon James. Leon James là một trong hai cầu thủ đang chơi ở nước ngoài cho U22 Thái Lan. Chắc chắn là sau khi được bổ sung những cái tên được coi là tốt nhất, đó là trung vệ Jonathan Kembe và tiền đạo Setasit, thì đội hình của U22 Thái Lan sẽ rất đáng gờm. Một thử thách thực sự cho những đội bóng nào muốn giành tấm huy chương vàng tại SEA Games năm nay. Lên bóng rất thoáng cho cao thủ Thái Lan. Không được rồi, vẫn còn. Bóng vừa rồi thì các cầu thủ U22 Malaysia cũng lùi về rất nhanh, nhưng Chanarong vẫn biết cách để tạo ra cho mình một pha dứt điểm. Những pha dứt điểm của U22 Thái Lan trong hiệp 1 này vẫn chưa đủ sắc sảo để có thể đánh bại được Malaysia. Vị trí dứt điểm là rất tốt rồi, nhưng cú dứt điểm của Chanarong là hơi nhẹ, không đủ hiểm hóc để có thể đánh bại được Siham. Sẽ có 5 phút bù giờ
cho hiệp 1 với thời gian Kunlin break. Và qua người hay Savararan không được. Và nhập thành tốt của Fergusia đây. Sông Trai đang rất đau sau tình huống ngăn cản vừa rồi. Một pha phòng ngự rất chủ quan của Trác Vông Cun. Như đã nói thì số 13 Saranavan của U22 Malaysia là một cầu thủ có tốc độ rất tốt nơi hành lang cánh. Có thể thấy là hướng tấn công nguy hiểm nhất của U22 Malaysia trong hiệp 1 đều xuất phát từ số 13 Saravanan. Người thực hiện phạt góc cho Malaysia đó chính là Basha, một trong 4 cầu thủ đá chính của Malaysia thay thế trong trận đấu này. Thủ thành Soponwit đang rất đau sau va chạm vừa rồi với một cầu thủ Malaysia. Mặt của Soponwit đã va đúng vai của Aiman. Đây xứng đáng là một những trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt nhất của khu vực bảng B. Kể từ khi những trận đấu tại SEA Games bắt đầu. Một trận đấu có tính cân bằng khá cao. Thái Lan vẫn nhỉnh hơn đôi chút. Vừa rồi là thẻ vàng dành cho số 21 Sapwan. Bên phía U22 Malaysia. Trong chiến thắng 5-1 trước các cầu thủ U22 Lào thì Malaysia chỉ phải nhận một thẻ vàng. Đó là số 18 Darin. Ngày hôm nay thì Darin không có tên trong danh sách đá chính của U22 Malaysia. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên của U22 Thái Lan, đó là ông Sri Sato, đã nói rằng ông rất lo ngại nếu như ngày hôm nay cao thủ bên phía Malaysia họ sẽ chơi chủ động phòng ngự với một đường thấp. Nhưng có thể thấy đây là một trận đấu mà U22 Malaysia đã chơi thậm chí là đôi công với cao thủ Thái Lan. Họ không hề e ngại. Tạt bóng quá mạnh. Nhưng vẫn là cao thủ Malaysia, Harit. Rồi! Một pha bóng mà rõ ràng là Aiman đã không tự tin để có thể khống chế bóng trong vòng cấm. Ashipon. Có lẽ là hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thôi. Thời gian bù giờ chỉ còn được tính bằng giây. Vẫn là những tình huống xông xáo và rất tích cực của Fergusia đây. Những cái bắt tay rất fair play của cầu thủ hai bên.
sẽ có thêm một chút thời gian bù giờ nữa với thời gian nằm sân của thủ thành Sopongwit bên phía U22 Thái Lan. Purachet. Đây là Terasak. Terasak rất nhanh. Terasak tạt bóng. Đúng ngay tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Higon Kim đã vang lên. Nhìn vào những diễn biến đầu tiên của trận đấu này thì đây là một trận đấu mà cả hai đều nỗ lực đi tìm kiếm 3 điểm chứ không chỉ tìm kiếm một trận hòa, đặc biệt là với các cầu thủ U22 Thái Lan. Abula. Vẫn là cầu thủ Thái Lan. Không được. Lên bóng cho các cầu thủ Malaysia. Najudin, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2. Vẫn là Najudin dứt điểm. Người dứt điểm đó là Fergusia đây. Najudin có một bộ tóc khá đặc biệt. Đội hình của Malaysia cũng đang dâng lên rất cao. Lên bóng cho U22 Thái Lan. Cũng là cầu thủ vào sân thay người trong hiệp thi đấu thứ hai, Anand Purachet. Không được. Khá thoáng bên phía cánh phải. Chí sắt. Phạt góc cho U22 Thái Lan. Hai cầu thủ vào sân thay người của Thái Lan trong hiệp 2 đó là Anand và Phong Sa Khon. Trong hiệp thi đầu tiên thì U22 Malaysia đã phải nhận hai thẻ vàng thuộc về số 15 Fergus DNA và số 21 Sapwan. Người thực hiện tình huống phạt góc này đó là tiền đạo, tiền vệ có cái chân trái cực khéo bên phía U22 Thái Lan, Purachet. Tình huống đã phạt góc nhanh. Purachet, vẫn là Purachet. Vẫn còn, không được. Tình huống mà gần như 10 cầu thủ của Malaysia đã có mặt trong vòng cấm địa của họ để tổ chức phòng ngự. Chắc chắn là trong hiệp thứ hai này thì sức ép của U22 Thái Lan sẽ mạnh mẽ hơn. Nhìn chung thì các cầu thủ Thái Lan đã chơi sắc sảo hơn trong hiệp 1. Họ có những nhân tố gây đột biến cao trên hàng công như là tiền đạo Terasak, tiền vệ Purachet, tiền vệ Chanarom, những cầu thủ có cái chân trái rất khéo léo. Hakimi. Không được. Một chuyền quá mạnh của đồng đội dành cho Hakimi.
Hakimi là cầu thủ đá chính trong trận đấu đầu tiên của U22 Malaysia tại giải đấu năm nay, nhưng anh cũng không có một trận đấu nổi bật. Đã biết thì ở giải đấu này, trên hàng công của U22 Malaysia thiếu đi hai ngôi sao sáng nhất của họ. Đó là tiền đạo Aris Aiman, 20 tuổi, đang là chủ lực của câu lạc bộ Johor Darul Tarim. Câu lạc bộ đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Malaysia. Cùng đó là Lukman Hakim. Lên bóng cho cầu thủ Thái Lan. Anan. Vẫn là Anan. Nhưng hàng phòng ngự của Malaysia vẫn là phòng ngự tốt. Purachet rất khéo léo. Purachet. Vẫn là Purachet, không được. Sức ép đang tăng dần lên cầu môn của U22 Malaysia. Người vừa phá bóng đó là trung vệ Abdullah. Tình huống xử lý rất khéo léo trong phạm vi hẹp của Purachet. Lên bóng cho Malaysia. Hakimi. Phạt góc cho U22 Malaysia. Azim. Azim Ami. Tiếp tục là phạt góc. Thi đấu với chung sơ đồ 3 trung vệ, nhưng có thể thấy là khi có cơ hội thì các trung vệ bên phía U22 Malaysia cũng dâng lên rất cao để tham gia tấn công. Và đã phạt góc đơn giản, không có gì nguy hiểm cả. Rất mạnh mẽ. Bóng vẫn còn. Pha xử lý rất hay của Efanolo. Tiếp tục là sự thay đổi người của U22 Thái Lan. Cầu thủ vào sân đó là Jaya Pipat, cũng là một cái tên rất quen thuộc đối với những pha mộ bóng đá Việt Nam. Cầu thủ đã xuất hiện rất nhiều lần trong đội hình của các tuyến trẻ Thái Lan. Jaya Pipat đang là cầu thủ đang chơi ở giải hạng tư Bồ Đào Nha. Anh vào sân để thay cho Achipol, cũng là một cầu thủ đang chơi ở nước ngoài cho Augsburg 2. Sự bổ sung hàng công của huấn luyện viên Isara Sirisato. Sự thay đổi người thứ 3 của các cầu thủ U22 Thái Lan trong trận đấu này. Khá hay. Rõ ràng là đội hình của U22 Thái Lan và U22 Malaysia đều có những cầu thủ chất lượng, và chúng ta có thể thấy là họ rất ít mắc những lỗi được coi là cơ bản. Ruven Thiran. Lỗi của Ruven Thiran. Vừa rồi thì Chanarong phần nào đó đã nổi nóng.
Và đương nhiên sẽ có những nhắc nhở của trọng tài chính Hy Khôn Kim đối với Chanarong và Ruben Thiran. Nỗ lực rất khéo léo, không có lỗi, và tránh kiếp hợp lệ. Hakimi cao sọc bóng quay của các cầu thủ U22 Thái Lan. Anna phòng ngự rất kinh nghiệm của đội trưởng Azamami bên phía U22 Malaysia. Vẫn là Hakimi, tốc độ không phải là điểm mạnh của Hakimi. Hakimi có chiều cao rất tốt, anh cao 1m84, nhưng huấn luyện viên của U22 Malaysia đó là ông Elavan Rasan vẫn bố trí anh đá ở vị trí lệch phải chứ không phải vị trí tiền đạo mục tiêu. Thì ngày hôm nay trong đội hình của U22 Malaysia cũng có một cầu thủ có thể hình rất ấn tượng, đó là cầu thủ gốc Scotland Fergus Tierney. Lúc này thì dấu ấn mà Tierney để lại trong đội hình của Malaysia vẫn chỉ là sự năng nổ thôi. Anh chưa tạo được ra nhiều những pha bóng có thể gây uy hiếp tới khung thành của U22 Thái Lan. Fergus Tierney phần nào đó cũng tương đối đơn độc kể từ đầu trận đấu. Pha đá ngay. Hakimi, vẫn là Hakimi. Chắc chắn lúc này thể lực của Hakimi là rất tốt. Người vừa có tình huống can thiệp vừa rồi cũng là một cầu thủ thay người bên phía Thái Lan, Chaya Pipat. Trung vệ sông Chai đã bị Hakimi vượt qua. Rất may là Chaya Pipat đã kịp về bọc lót cho người đồng đội của mình. Tiếp tục là phạt góc cho U22 Malaysia. Người thực hiện đó là đội trưởng Azamami. Chuyển hướng tấn công. Với những tiếng bóng bổng như rồi thì rõ ràng là hàng thủ của Malaysia cũng không hề e ngại. Không được. Và chuyền bóng không tốt của Chanarong, nhưng vẫn là cao thủ U22 Thái Lan. Không được. Vẫn là những đường chuyền cuối cùng. Thế trận phòng ngự vững chắc vẫn đang được cao thủ U22 Malaysia tạo dựng. Họ chờ đợi những đợt phản công. Nhưng có thể thấy đây là một trận đấu mà rõ ràng là cao thủ Malaysia không hề phòng ngự một cách bị động. Và áp sát rất nhanh của Purachet. Né biên cho U22 Thái Lan. Rồi là tiếng xử lý không tốt của Sahir Basha. Với thời tiết như thế này thì nền tảng thể lực sẽ là một thứ tiên quyết trong hiệp thi đấu thứ hai.
Phongsakorn. Chatmongkorn. Khá hay, côi không được rồi, đi bóng quá dày của Terasak. Pha bóng trung lộ rất hay nhưng Terasak đã hơi lưỡng lự. Nhưng đó là một tình huống mà Harit đã bọc lót rất hay cho các đồng đội của mình. Một trận đấu mà Harit đã để lại rất nhiều những sự ấn tượng nơi hàng phòng ngự của các cầu thủ U22 Malaysia. Phạt góc cho U22 Thái Lan. Phút thứ 61. Thái Lan vẫn đang chơi sắc sảo hơn. Đánh đầu, coi không vào. Phát thua cho cầu thủ U22 Malaysia. Sẽ có thẻ vàng chắc chắn là như vậy. Thẻ vàng của Bukhari. Tình huống mà số 2 bên phía U22 Thái Lan chấp nhận thẻ vàng để chấm một pha phản công nhanh đến từ U22 Malaysia. Nhưng trước đó thì Thái Lan đã không may mắn khi chưa có được bàn thắng và phạm lỗi rất nguy hiểm. Có thể hiểu được sự tức giận đến từ số 6 đội trưởng Azamami bên phía Malaysia. Sức ép của U22 Thái Lan đã lớn hơn rất nhiều so với hiệp thi đấu đầu tiên. Những cơ hội thực sự rất rõ ràng để có thể mở tỷ số. Ta cùng lần nữa xem lại pha bóng nguy hiểm. Cái chân của thủ thành Syed Ham đã cứu thua cho khung thành của U22 Malaysia. Lúc này thì có thể thấy là Syed Ham đang chơi hay, rất năng nổ. Harris. Nền tảng thể lực của U22 Malaysia cũng rất ấn tượng. Pha chuyền bóng quá mạnh của Savoan. Cầu thủ có thể hình và thể trạng rất ấn tượng trong đội hình của U22 Malaysia. Còn khả năng kiểm soát bóng của U22 Thái Lan thì vẫn là rất tốt rồi. Và chuyển hướng tấn công quá mạnh. Và chuyển hướng quá mạnh vừa rồi là của Cha Pipat. Efadolo. Sự thay đổi người thứ 3 của Malaysia. Và đây là cầu thủ thứ 4 Malaysia thay đổi người trong trận đấu này. Hai cầu thủ vào sân đó là Aisha Mahadi
và số 10 Iswan Island. Hai cầu thủ rời sân đó là số 17 Sayur Basa. Substitution for Malaysia players number 15, Fergus Terry, replacing by players number 10, Mohamed Aflis Islam Yuslan, and players number 17, Mohamed Shiahi Baza, replacing by players number 7, Mohamed Mahari Ashna Mahari. Sub 1 tiếng đá phạt cho U22 Malaysia với tiểu phạm lỗi của Efan Dolo. Efan Dolo có một lối chơi rất giống tiền vệ trung tâm mang số 6 của tuyển quốc gia Thái Lan, Sarak Yoyen. Cầu thủ chơi với một nền tảng thể lực tốt, cho dù thể hình cũng không quá cao lớn, kiểm soát bóng tốt và lối chơi rất thông minh. Rất mạnh mẽ. Đường pha bóng của Bukhari. Malaysia vẫn là một đối thủ rất khó chịu đối với Thái Lan trong các cấp độ đội tuyển. Cầu thủ Thái Lan cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang, nhưng trọng tài Higun Kim thì nói không. Một quả phạt góc cho U22 Malaysia. Người thực hiện sẽ là cầu thủ vừa vào sân thay người, Yaman Mahadi. Yuslan quá tệ. Tình huống tạt bóng rất đáng chê trách của số 10 Yuslan. Không có ai gây áp lực cả. Nhìn chung thì mặt sân Prin chỉ xấu hơn mặt sân Olympic quốc gia thôi. Thì thực tế đây là một mặt sân cũng không đến nỗi nào. Lối chơi build up rất tự tin của các cầu thủ U22 Thái Lan. Yuslan. Tốc độ của Hakimi. Vẫn là Hakimi. Tạt bóng. Không được. Naimuddin không thể làm gì hơn với tình huống đeo bám rất quyết liệt của các trung vệ bên phía U22 Malaysia, U22 Thái Lan. Phút vừa qua có thể thấy là Malaysia phần nào đó đã có những câu trả lời rất tích cực về bóng thành của U22 Thái Lan, cho dù nó vẫn chưa đủ sắc sảo. Một trận đấu không dễ của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Burachet thoát đi rất hay. Chiapipat. Một tình huống phát bóng lên không chính xác của thủ thành Soponwit. Trận đấu vẫn còn rất nhiều thời gian để cho cả hai đội bóng nghĩ tới 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu tương đối cởi mở, chỉ thiếu bàn thắng thôi. Volley!
Pha xử lý gọn gàng của Yuslan nhưng thiếu chính xác. Loạt cột đình break trong hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu tiêu tốn rất nhiều thể lực của cao thủ hai bên. Sapwan đang bị đau. Malaysia vẫn còn một quyền thay đổi người nữa. Trong khi đó lúc này thì Thái Lan mới thay 3 người. Lúc này thì thời tiết trên sân Prin cũng đã mát hơn. Chắc chắn là với nhiệt độ này thì cao thủ vẫn sẽ rất mất sức. Một trận đấu vô cùng khắc nghiệt. Với những gì mà cả hai đội Thái Lan và Malaysia thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay thì rõ ràng là đội tuyển U22 Việt Nam chắc chắn sẽ gặp phải những đối thủ rất khó. Nhưng đương nhiên nếu muốn hoàn thành chỉ tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games năm nay thì chúng ta sẽ phải vượt qua bất kỳ đối thủ nào. Hôm nay thì Việt Nam vẫn đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 chiến thắng. Nếu trận đấu này diễn ra với tỷ số hòa sẽ là một kết quả có lợi cho U22 Việt Nam. Chanarong khá hay, cơ ơi! Tỷ số được mở cho các cầu thủ U22 Thái Lan rồi. Cầu thủ vào sân tay người số 1 Anand chỉ cần một thoáng phút mất tập trung nơi hàng phòng ngự của U22 Malaysia thôi thì họ đã phải nhận bàn thua. Nhưng công bằng mà nói, đây là một trận đấu mà cao thủ Thái Lan chơi sắc sảo hơn. Lần này thì không có may mắn cho khung thành của U22 Malaysia nữa. Đường chuyền quai của Chanarong, một nhịp khống chế, một nhịp dứt điểm ngay tuyệt vời đến từ Anand Yoksanwa. Và dứt điểm điểm 10 của số 11 bên phía U22 Thái Lan. Không một thủ thành nào có thể cản phá được pha dứt điểm dạng như vừa rồi cả. Quá khó. Thật sự quá chất lượng. Một đường chuyền khiến cho hàng phòng ngự của U22 Malaysia vỡ vụn. Niềm vui nơi ban huấn luyện của các cầu thủ U22 Thái Lan. Lúc này thì trận đấu chắc chắn sẽ hay hơn rất nhiều khi mà U22 Malaysia sẽ phải dồn toàn lực để tìm kiếm bàn sang bằng tỷ số. Đã có thẻ vàng dành cho một những thành viên trong ban huấn luyện của U22 Thái Lan. Những gì mà U22 Thái Lan làm được với một bàn thắng vào lúc này là hoàn toàn xứng đáng. Họ chơi sắc sảo hơn. Và có thể thấy là những cầu thủ trong đội hình của U22 Thái Lan có chất lượng chuyên môn tốt hơn so với
U22 Malaysia. Cho dù Malaysia ngày hôm nay cũng đã thi đấu rất nỗ lực rồi, nhưng họ thực tế chưa tạo được ra một cơ hội nào được coi là quá nguy hiểm về phía khung thành của Thái Lan cả. Và dứt điểm quá chất lượng của Anand. Nhưng trước đó thì số 7 Chanarom có tình huống chuyền bóng thực sự là quá hay, khiến cho hàng phòng ngự của U22 Malaysia vỡ vụn. Purachet hơi mạnh, đường chuyền hơi mạnh của Chanarom, nhưng vẫn là Purachet. Lúc này thì hàng phòng ngự của Malaysia sẽ mỏng hơn rất nhiều rồi. Và bằng về rất kịp thời của đội trưởng Azam Ami. Quá khỏe. Purachet. Vẫn là Purachet. Cánh phải rất thoáng. Nhưng là một tiếng dứt điểm ngay. Hakimi. Tình huống thông tin và bọc lót rất tốt cho nhau của hàng phòng ngự U22 Thái Lan. Và bàn thắng của thủ thành Sophonwit. Sự thay đổi người cuối cùng của các cầu thủ U22 Malaysia. Cầu thủ chuẩn bị vào sân đó là số 8 Mot Faizan. Nếu như một cầu thủ nào trong đội hình của U22 Malaysia không đủ thể lực bị chuột rút thì chắc chắn sẽ rất khó khăn cho đội bóng áo vàng. Nếu số 8 vào sân thì họ đã hết quyền thay người. Không được. Nếu vừa rồi thì rõ ràng bóng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Sophonwit bên phía Thái Lan. Cầu thủ rời sân đó là số 21 Sapwan. Ít phút trước thì Sapwan phần nào đó đã có hiện tượng chuột rút rồi. Thái Lan vẫn còn hai quyền thay đổi người nữa. Trong khi đó thì U22 Malaysia đã hết quyền thay đổi người. Và họ đang bị dẫn bàn nữa. Thật sự rất khó khăn. Và hôm nay thì đội tuyển nữ của chúng ta cũng đang dẫn đội tuyển nữ của Myanmar với tỷ số 2-1. Chayapipat rất hay. Không được. Harit đã kịp thời móc bóng giải nguy cho cao thủ Malaysia. Vẫn là U22 Malaysia. Hakimi. Có thể dứt điểm không? Dứt điểm. Không vào. Một pha sóng gió trước khung thành của U22 Thái Lan. Pha phản công chớp nhoáng và rất nhanh của U22 Malaysia. Với dứt điểm là cầu thủ vừa vào sân thay người Mot Faizan. Thái Lan có sự thay đổi người tiếp theo. Burapha vào sân. Yosakon Burapha vào sân để thay cho Purachet. Trận đấu mà số 14 bên phía U22 Thái Lan đã hoạt động rất năng nổ rồi. Rất nhiều những pha va chạm. Trận đấu đang rất nóng, rất nóng. Cần phải có những xử lý quyết đoán đến từ trọng tài Hygun Kim.
Lúc này thì mới chỉ có 3 thẻ vàng, 2 cho Malaysia và 1 cho Thái Lan. Số 7 Mahadi của U22 Malaysia đã bị nhắc nhở. Abdullah vẫn là Abdullah, mất bóng rất mạnh mẽ. Thiếu xử lý cực kỳ gọn gàng của thủ thành Sobolwit. Rất nhanh, pha xử lý rất hay. Không được, nhưng vẫn là cao thủ Malaysia dứt điểm. Tôi căng ngang, không được. Những tình huống cuối cùng chưa đủ sắc sảo. Đây là cơ hội cho các cầu thủ U22 Thái Lan. Pha bóng 4-3. Và qua người của Anna, thẻ vàng rồi. Và kéo người rất lộ liễu. Anan đã vượt qua số 20 đó là Afizun một cách đơn giản, khiến cho số 20 bên phía Malaysia phải nhận thẻ vàng. Aiman Fafizun. Một tiếng đá phạt trực tiếp cho các cầu thủ U22 Thái Lan. Dứt điểm, bóng vọt xa ngang. Quá đơn giản. Cơ hội cho cao thủ U22 Thái Lan. Tỷ số là 2-0. Quá chất lượng với những tiền đạo của U22 Thái Lan. Cầu thủ vừa vào sân thay người đó là Yosakon đã vượt qua cả thủ thành bên phía Malaysia để nâng tỷ số lên 2-0. Đúng là khi đội hình của U22 Malaysia dâng cao thì họ sẽ phải nhận những đòn hồi mã thương. Nhìn thì có thể hình tương đối nặng nề, nhưng tốc độ lướt đi của Yosakon là rất ấn tượng. Dứt điểm cũng rất hay. Thời gian vẫn còn, nhưng với thế trận như thế này thì có thể coi là cơ hội của U22 Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay đã chấm hết. Rất đông những cổ động viên của Thái Lan có mặt trên sân Prin tỏ ra vui mừng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vừa rồi của Yosakon.
cách biệt hai bàn và lúc này là quá lớn đối với U22 Malaysia. Họ cũng đã thay đủ 5 người và tình trạng thể lực thì cũng đã rất xuống rồi. Chea Pipat. Chea Pipat đã bị phạm lỗi. Chiều sâu lực lượng của U22 Thái Lan là quá tốt. Sự thay đổi người cuối cùng của các cầu thủ U22 Thái Lan. Pirapak sẽ là cái tên được tung vào sân. Pirapak vào sân để thay cho Bukore, cầu thủ phải nhận thẻ vàng duy nhất bên phía U22 Thái Lan trong trận đấu này. Tiếp tục là cơ hội cho cầu thủ Thái Lan. Yosakon rất khỏe. Và đúng như đã nhận định thì một số cầu thủ của U22 Malaysia đã bị chuột rút. Liệu có thêm bàn thắng nữa cho cầu thủ U22 Thái Lan không? Terasak vẫn có mặt trong đội hình của U22 Thái Lan. Và anh vẫn tỏ ra rất khỏe. Azam Ami, tuyển thủ quốc gia của Malaysia. Ngày hôm nay một mình anh cũng không thể nào gánh vác được hàng phòng ngự của U22 Malaysia, khi mà các chân sút bên phía U22 Thái Lan tỏ ra quá sắc sảo. Phong Sa Con. Mahari. Azam Ami. Không thể làm thế nào để có thể tiếp cận được khung thành của U22 Thái Lan, trong khi thể lực của Malaysia cũng đã xuống rất nhiều rồi. Lúc này thì cầu thủ Thái Lan sẽ chủ động chơi chậm. Có lẽ 2-0 cũng là một cách biệt khá yên tâm cho tới lúc này. Rất bình tĩnh. Quá khéo léo. Chandarong. Yosakon. Chandarong. Chandarong quá hay. Terasak. Terasak không thể vượt qua được hai cái bóng áo vàng. Đúng là không còn cơ hội cho U22 Malaysia nữa rồi. Abdullah đã bị chuột rút. Trong khi đó thì có thể thấy là nền tảng thể lực của cầu thủ bên phía Thái Lan vẫn quá tốt.
Abaidula đã dùng nốt những chút sức lực cuối cùng của mình để ngăn cản tình huống băng xuống vừa rồi của Terasak. Sẽ có 6 phút bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Hôm nay thì Malaysia cũng đã hết quyền thay người rồi và Ubaidula thì vẫn phải thi đấu thôi. Mahadi. Rõ ràng đây là một trận đấu tiêu tốn quá nhiều thể lực của cầu thủ Malaysia. Và đó là một điều rất có lợi cho U22 Việt Nam trong trận đấu diễn ra sau đây 2 ngày nữa. Malaysia gần như không còn đủ thể lực để triển khai bóng nữa rồi. Còn với cầu thủ U22 Thái Lan, có lẽ 2-0 cũng đã là quá đủ. Pha tỉ rất hay. Không được. Hướng chơi bóng tới vị trí của Yosakon. Nhưng hơi sâu. Ở vòng sau thì U22 Thái Lan sẽ có một trận đấu dễ thở khi đối đầu với các cầu thủ U22 Lào. Và với một đội hình như thế này thì cũng không khó có thể nhận định đó sẽ là một chiến thắng cho cầu thủ đến từ Thái Lan. U22 Lào sau trận đấu đầu tiên rất nỗ lực trước cầu thủ Việt Nam thì họ đã bộc lộ ra rất nhiều những điểm yếu trong trận đối đầu với U22 Malaysia. Hakimi. Yosakon. Lúc này thì chắc chắn là Malaysia cũng không còn đủ sức để mà đuổi bóng nữa. Efadolo. Tiếng cầm bóng rất thành thời của các cầu thủ U22 Thái Lan. Một pha băng ra rất xa nữa của thủ thành Sinitam.
Ubaidula. Anan, cầu thủ đã mở tỷ số cho U22 Thái Lan trong trận đấu này ở phút thứ 72. Một quả đá phạt cho U22 Malaysia. Những giây bù giờ cuối cùng rồi. Chắc chắn 3 điểm sẽ thuộc về U22 Thái Lan. Cho dù tình huống này các cầu thủ Malaysia có thể có bàn thắng dung đánh tỷ số đi chăng nữa thì cũng không còn đủ thời gian rồi. Nhưng có lẽ ngay ở tình huống này có được bàn thắng vào lưới của U22 Thái Lan cũng rất khó cho các cầu thủ Malaysia. Nếu như kết quả trận đấu này là 2-0 nghiêng về U22 Thái Lan thì họ sẽ cùng nhau chia sẻ ngôi vị đầu vàng với các cầu thủ U22 Việt Nam. Cả hai đều có 6 điểm và cùng có hiệu số là 5 bàn thắng và 1 bàn thua. Những hiệu số rất tương đồng. Mahadi. Trận đấu kết thúc. Tỷ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về U22 Thái Lan. Một chiến thắng xứng đáng cho đội bóng xứ Triệu Vôi. Với kết quả này thì Thái Lan có được 6 điểm và hiệu số thắng thua là 5-1 cùng với hiệu số của U22 Việt Nam, và cả hai đội cùng tạm thời chia sẻ ngôi vị đầu bảng khu vực bảng B tại môn bóng đá nam năm nay. Và những hình ảnh vừa rồi